Thưa quý vị, bệnh lupus ban đỏ hệ thống được liệt vào tứ chứng nan y, không có thuốc điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Vì vậy, phần lớn bệnh nhân khi phát hiện ra bệnh đã suy sụp về tinh thần và thể chất. Những hội nhóm bệnh nhân lupus ra đời như mái nhà thứ hai để họ có nơi chia sẻ thông tin, nâng cao kiến thức, củng cố tinh thần và nghị lực để vượt qua trọng bệnh. Phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ cách đây 13 năm, chị Trần Thị Hồng đã tưởng chừng không vực dậy được vì những đợt cấp của bệnh tàn phá cơ thể. Nhờ sự động viên từ các bệnh nhân cùng cảnh ngộ và người thân trong gia đình, chị đã dần vượt qua thời khắc nguy nan và rồi chị đã trở thành thành viên ban quản trị nhóm, những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ hệ thống. Khi em lên khoa rồi em thấy em thương các chị rất nhiều vì là nhìn ai cũng xấu xí, ai có những người phải đi xe lăn, thật sự rất là thương. Em đã từng nhìn một cái em bé mà trầm cảm, em ấy tự tử 2 lần mà em thật sự rất là thương, và những người bạn bè thân thiết của em là cũng mất rất là nhiều. Trong một năm vừa qua em mất đến 3 người bạn thân. Đây là năm thứ 5 nhóm những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ hệ thống tổ chức gặp mặt các hội viên trên toàn quốc. Mới đầu nhóm hoạt động chỉ có vài thành viên, sau 7 năm nhóm đã tập hợp được hàng chục nghìn hội viên tham gia thường xuyên trên không gian mạng xã hội. Đây được xem là mái nhà thứ hai mà ở đó bệnh nhân có thể học hỏi nhau cách duy trì chế độ điều trị, tập luyện, nâng cao kiến thức về bệnh, từ đó có tinh thần và kiến thức vượt qua trọng bệnh. Từ lúc đấy có một cái tinh thần rất là tốt để mà vươn lên bệnh. Cho nên là trong cái tâm nguyện của mình chỉ làm sao mong khỏe mạnh và giúp được các bệnh nhân tiếp theo. Thế cho nên là sau này thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ để mà gặp mặt nhau, nhưng mà không nghĩ là mọi người tham gia được đông như thế này. Khi mà những cái bệnh nhân mà có cùng cảnh ngộ với nhau thì người ta dễ dàng chia sẻ và đồng hành cùng nhau, thậm chí là về các phương pháp điều trị bệnh cũng như là những cái về hoạt động về nhảy múa, vui chơi, thơ ca để giúp người ta vượt qua được cái khó khăn trong quá trình điều trị bệnh. Không ai hiểu bệnh nhân bằng chính những người mắc bệnh. Những kiến thức cập nhật từ kinh nghiệm điều trị của bệnh nhân, chia sẻ được xem là liều thuốc quý để bệnh nhân kiên trì chiến đấu với bệnh. Khi tham gia vào hội nhóm, các bệnh nhân cũng được biết tới những tấm gương bệnh nhân lupus có thể duy trì cuộc sống tốt sau khi phát hiện bệnh từ 15 tới 30 năm. Vấn đề của người bệnh chính là yếu tố tinh thần. Nếu tinh thần tốt, điều trị đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh có thể vượt qua trọng bệnh.